gì đó hả? Anh có vợ chưa? Chưa thì kể anh em có chào gửi. Hello, xin chào mọi người, quay lại với kênh Stop Gia Đình Năm Con và Cuộc Sống ở Việt Nam. Ok mọi người, hôm nay em sẽ thử thách ăn 3 ly mì ly nha. 3 ly mì ly nha mọi người. Đây là mình sẽ chế sẵn 2 ly. Còn ly này một lát là mình sẽ chế nước sau nha. Gồm 3 ly gồm có xúc xích nè, có trứng nữa nha mọi người. Xúc xích, trứng, ồ nóng quá trời. Rồi bây giờ mình sẽ ăn nha. Nhanh để bình nó nở, nó sẽ không ngon nha mọi người. Trước giờ em sẽ uống nước nha. Đây, một bình nước đây. Nhưng mà chỉ là nước lạnh nha, nước mát thôi mọi người. Đá. Quá tuyệt vời luôn nha. Rồi, bây giờ xin mời mọi người ăn chung nha nè. Xin mời, hôm nay sẽ thử thách ăn 3 ly luôn nha. Wow, mình sẽ làm ly chính giữa chứ này. Nóng quá. Mì ly này nè. Ăn nó vừa, nó ngon lắm nha mọi người. Ồ, nóng bốc khói luôn nè. Hồi đó đi làm xí nghiệp á mọi người, là hay ăn dụng mì ly này lắm nha. Đói á mọi người, là nó đói, ăn trời rất là ok luôn. Và bây giờ mì nở là xin mời mọi người nha. Quá nóng quá. Ngon nha. Nóng quá. Nó sảy luôn nè. Ăn 3 ly chắc ngon đi luôn á. Này thử thách ghê mọi người. Ăn 3 ly. 3 ly mì. Đây là lần đầu tiên trong đời luôn nha mọi người. Xúc chích chấm á. Mình sẽ chấm cùng với muối ớt nha. Sợ ăn không kịp nó sẽ bị nở nha. Nở ăn sẽ bị ngán. Wow, này là xúc xích nè. Bơ thì bao xúc, bao trứng. Nước mì nó cay luôn, cắn hàng để sạch lắm quá. Hết mì à? Nó đã. Bây giờ mình sẽ xử thêm ly thứ hai. Wow. Chín rồi nè. Xin mời nha. Đúng nắng. Mọi người thấy bốc khói không? Wow, wow, chị trắng trứng. Đúng rồi.
Tuyệt vời luôn. Quá trời đấy. Siêu cay luôn. Mà nó nóng nha. Mày người mình tôm chua cay luôn nha. Trời nay hầm dễ sợ luôn. Nóng quá. Hầm nóng lên luôn. Quá tuyệt vời luôn. Còn nước không nha mọi người? Wow. Mới vừa chấm chấm thôi nha. Wow. Rồi bây giờ mình sẽ đi tậu thêm một ly nữa nha mọi người. Đây, tậu thêm một ly nữa. Tại em sợ chế nước nhiều quá nó sẽ bị nở mì, ăn sẽ không ngon nha. Mọi người chờ chút xíu nha. Dạ vâng mọi người, bây giờ em mới tạo thêm một ly nữa nè. Bây giờ mình sẽ ăn ly thứ ba nha. Tại vì trong khi hai ngày này em ăn mới xong á, các em phải nấu nước lên để cho cái này nó sôi lên ăn cho nó ngon. Chứ để nó sẽ bị nở hết á, mình sẽ ăn không ngon. Mình ăn cái gì mà cảm thấy không ngon á là ok nha. Chứ không có phải ăn hơn thua gì hết. Mình ăn ok là được rồi nha. Sức ăn của em hôm nay là có vẻ lên tới đỉnh rồi nha. Ba ly rồi nha mọi người. Giờ mình chờ cho nó chín nè. Ôi, ba ly mì, ba cái trứng, và cái xúc xích nữa, một cái nắp. Ăn vậy cũng được thôi nha mọi người. Chỉ có rau là chưa ăn thôi, không ăn thôi. Có mấy con hành nè, bỏ vô cho trứng ăn luôn. Ăn luôn mấy con hành. Tại nãy ăn cái không có bỏ vô. Và bây giờ mọi người ly thứ ba nha. Xem mời. Ăn một khối luôn. Mì nó dai lắm rồi. Cho mì dai. Ăn mì á, thật ra là ít có nhai lắm nha. Trộn qua trộn lại cái nước. Mình sẽ
ăn cái tính nha. Chấm muối. Wow. Chịu lắm. Lắm rồi. Chuyện lắm rồi, mình vui chết nữa. Thôi đi ngày thứ ba luôn nhưng mà còn nước các ba đi này. Ok, lý em đến là hết. Mọi người thấy em ăn ngon miệng, ăn giỏi, ba ly mì, ba trứng và ba xúc xích. Mọi người thích, mọi người tặng cho em cái like và một lượt đăng ký nha. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye và xin hẹn gặp lại yêu mọi người.